Vâng. Anh về rồi đấy ạ? Có phải con mình đâu mà cưng nựng như thế. Mẹ nói cái gì đấy ạ? Anh vừa đi công tác một hôm là nó bế con nó ra ngoài đi chơi rồi đấy. Con bế con đi bác sĩ mà mẹ. Sao lại đến quán cà phê này lạc dai đấy, có mà cặp bồ ấy. Cô đúng là đồ là bà lăng loạn. Cút ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi sẽ làm sáng tỏ vụ việc này. Vợ thiên hạ có cả rổ, không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Chị còn dám vác cái mặt về đây nữa cả. Hai người xem đi, con đã lấy tóc của anh Sang để đi kiểm tra lên rồi. Nhưng hẳn vạn điều sai đều là do anh. Em có thể mang con về với anh được không? Nếu sau này hai người định phán xét một điều gì thì xin hãy kiểm tra rõ ngọn ngành. Đừng để ai chịu cảnh oan ức với tôi nữa.